Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi trả lời câu hỏi số 3, trang 39, sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở câu hỏi số 3, đầu bài yêu cầu chúng ta đi rút gọn phân thức x bình cộng 2x cộng 1 phần 5x mũ 3 cộng 5x bình phương. Ở đây, khi để muốn rút gọn được phân thức thì các em sẽ đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi phân tích tử này và mẫu thành nhân tử, đúng không? Sau khi phân tích thành nhân tử rồi thì chúng ta sẽ đi tìm được nhân tử chung. Và lúc đó thì chúng ta sẽ tiến hành chia đồng thời cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Vậy thì ở đây, đối với câu hỏi số 3, phân thức của chúng ta ở đây chính là x bình cộng 2x cộng 1 phần 5x mũ 3 cộng với 5x bình phương. Thì bây giờ cô sẽ cùng với các em đi phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử chung. Thành nhân tử để chúng ta đi tìm nhân tử chung. Thì đầu tiên với tử, các em nhận thấy là x bình cộng 2x cộng 1 ở đây của chúng ta chính là hằng đẳng thức số 1, đúng không em? Hằng đẳng thức bình phương của một tổng. Ở đây các em nhận thấy này, x bình ở đây cộng 2x tức là cộng 2 nhân x nhân 1, đúng không? Ở đây cộng 1 tức là cộng với 1 bình phương. Và hằng đẳng thức ở đây chính là x cộng 1 tất cả bình phương. Ở dưới mẫu, chúng ta nhận thấy là 5x mũ 3 và 5x bình phương thì cô sẽ đặt được nhân tử chung chính là 5x bình phương ra bên ngoài, đúng không? Khi cô đặt 5x bình phương ra bên ngoài thì hôm nay ở đây là có 5x mũ 3 đặt mất 5x bình ra ngoài rồi, bên trong chúng ta còn lại là x. 5x bình đặt 5x bình ra ngoài rồi, ở đây sẽ còn lại là cộng 1, đúng chưa các em? Vậy thì mẫu này sẽ là 5 bình phương nhân với x cộng 1. Đến đây thì quan sát dựa vào tử và mẫu thì các em có thể nhận thấy ngay được đó chính là nhân tử chung ở đây của chúng ta chính là x cộng 1. Và bây giờ thì cô sẽ tiến hành chia đồng thời cả tử và mẫu cho x cộng 1. Khi chia cho x cộng 1 thì mày tử của chúng ta chính là x cộng 1 tất cả bình chia cho x cộng 1, và trên tử còn lại chính là x cộng 1. Dưới mẫu là 5x bình nhân với x cộng 1 đem chia cho x cộng 1, thì hôm nay chúng ta chỉ còn lại là 5x bình phương. Vậy là đến đây thì phân thức của chúng ta lúc này đã được rút gọn về dạng nó chính là x cộng 1 trên 5x bình phương. Vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 3, trang 39, sách giáo khoa toán 8 tập 1.